bài ngon lắm á. Cơm bữa nay là của anh ta cho hồi sáng đó. Kêu tụi nó ra chứ mình đâu có vô được. Nước lõm chõm lõm chõm mới dọn. Tụi nó đi rồi không muốn được á, mình chạy vô sao được. Ngập nước. Cái đường cái xóm này á, nó khó vô hơn ta. Mỗi lần chở đồ vô cho tụi nó là khó khăn nhất. Mà có hai ba. Đứa này là ai vậy? Ổ à? Trong cái gò này nó có hai ba hộ rồi, nó khó khăn, nó nghèo thôi. Còn mấy người kia một số thì người ta đi lên Sài Gòn, Bình Dương hết rồi. Wow! Tụi nó trong đó đó, ở cái đường này ngập nước là đâu có chạy vô được. Thật sự với tao ăn mau ơi. Ui, đau khỏi nó à. Nói trên á. Nói trên á. Vô rồi. Anh ấy vô áp. Hôm nó còn bị em xây ở liệt đây này. Anh ngay mới này khơi kì rượu cái nông nó bị chọc bằng liệt cái nông bị chọc cái nông. Là cái này à sẽ với đà tui bán á à sẽ với. Hả? Chắc bằng bay nè chẳng hả? Này vô bay pha bay vô bay ở chơi hộp bay đó bay chẳng hạn nha ai bay vừa ai ai vô bay pha tới ai bay vừa nhớ anh nước mắm không nước mắm buôn nữa vô thêm phi tiết lại bay á vô thêm phi tiết thôi mày khuê nhé anh ơi. À, tao nước thơm mấy nè. À, tao có anh ấy hả? À, anh ấy mấy ai vô cái ao tao nơi này ta. Bà anh nâng cái ao. Đó, vô. Anh thả ao không mấy nhảy vô, dê giải vô. Bàn tay vía nơi mùa dê vô. Ừ, anh nâng tam bích ao đại như đằng ấy. Ừ, bữa hai thổ bảy ao dê vậy đó. Nè, ủi giờ bố ẩm mau cổ rồi, tụi vết đây, mới cho quán kẹo nè. Cái hố quát. Kỹ tha là thông với lên trong hố á, đúng không? Bọn ấy nơi thư ca nó nói rồi. Ừ. Ấy mương, ấy muốn viết đặt co vô mà anh, ủi anh thử đặt co vô mà ấy ngọp anh mong nè. Tất cả thông quá là lẫn.
Học lớp mấy rồi? Lớp 1 hả? Tụi bé học lớp mấy? Tụi bé lớp 7 hả? Trời ngon vậy ta. Còn mày lớp mấy? Lớp 5, này lớp 5 luôn hả? Ủa, tụi bé tới lớp 7 lần hả? Ai mang vô ai gì hả nhỉ? Còn mớ lại đang vô trong phi phát cho luôn. Ở bên tà ông mà à. Còn bên tà ông à, để đem đi cho bên tà ông đi. Cho ở trong năm gì nhưng mà sợ thiếu mấy đứa bên tà ông. Thôi cho mấy đứa bên tà ông. Tà ông tụi nó hỏi cơm bữa hổm. Nếu mà cho mấy đứa nhỏ thôi á mà làng Tà On nè, làng Nam Di nè, rồi làng Cục Đôn với làng Sóc Thông là khoảng 70-80 hộp, 50 hộp thì phát chỗ sông thùng là hết 20 mấy, gần 30 hộp, rồi còn lại phát ở bên Cung Đôn thì 7-8 hộp gì đó, 8 hộp rồi về. Còn nếu mà phát ở Nam Di nữa thì khoảng cỡ 20 hộp nữa. Rồi với ở Toàn này cỡ khoảng 20 hộp. Rồi giờ cho Toàn nhưng mà cho vài cụm thôi, cho hai chỗ rồi đã thiếu rồi. Bài anh em mình nói vậy. Ừ. Anh mình nhé. Thế anh đặt mình nhé. Mình mình nào ơi. Phụ có mấy cái bánh tên áo ai? Nên mới khơi bởi ai lưu tu hả? Khơi nhá. Rồi ba vô á. Hốt ơi nãy Phật mới ăn gì chưa sáng tới giờ á? Chân ba vô bài anh nha. Nên là lên cũng buồn mới đo trên mà vô tầng thang trên mà vô anh ninh mà đạn nè đạn lơ khế nè nén ao tật không mình nhỉ mình đã vô mà pháp đây đang sao làm ăn không thấy ba mới chừng này. Mấy chừng này vậy? Ngon. Ngon lắm à. Em nhẹ muối. Đây. Ê, cái áo thơm ăn nà, anh vô màu thơm ăn nắng, anh miên đăng nà. Ồ, bài. Ngon lắm à. Cơm bữa nay là của anh ta cho hồi sáng đó à, ngon lắm anh em mở rồi. Ồ nhà nhà vui. Biết ăn không? Biết hả? Không biết ăn trả lời tôi nha. Ông này biết ăn không? Hãy chơi hô biết. Ta xuôi chơi hát chơi. Ủa mà tịch quỳnh.
Ờ, đừng mấy cũng mấy nha. Vì sao bàn tay áo đừng mấy nhé. Hả? Hãy bao mở hãy bao mở bài nó hãy che hôn quá bao mở hãy bao mấy che hôn quá bự mình che hôn với son anh vinh mới che ui à chừng anh vâng chừng anh vâng chừng anh vâng vô bài chạy kia nè đây nè. Cái gì cả hôm á, nè cả hôm, nè cả hôm, nè cả hôm, bài nó ai không mấy nha nè. Kéo cái áo ta không mấy nha nè.